xin chào quý vị và xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cái cách mình sang chậu. Sang chậu thì thường có hai kiểu. Một đó là mình sẽ sang từ chậu nhỏ sang chậu lớn. Cái cách thứ hai là các bạn sẽ sang một cái một cái cây ở dưới đất, rồi các bạn đánh nó lên, rồi sau đó là các bạn sẽ bỏ vào trong chậu. Hãy tùy theo cái nhu cầu của mình. Thì ví dụ như ở đây có một cái cây lớn nha các bạn. Cây này nó rất là cao. Nếu như các bạn đánh lên rồi các bạn bọc với lông bỏ luôn vào trong chậu á. Nó sẽ hơi bị quá. Có nghĩa là cái sức của nó ở trong chậu mà nó nuôi một cái cây lớn đang trong thiên nhiên như thế này. Thì mình sợ nó, nó hơi quá sức. Và nó sẽ có thể dẫn đến sốc cây rất là nặng. Thì cái cách của mình làm cuối mùa thu của đầu đông là mình cắt tỉa cho nó gọn lại. Cho nó nhỏ lại. Rồi các bạn để khoảng độ 2 tuần cho tới một tháng. Cho nó liền lại. Tùy theo các bạn nhìn cái cây á các bạn thấy nó liền lại và thấy cái dấu hiệu của nó liền những cái vết cắt rồi các bạn hãy đánh nó lên rồi các bạn theo quy trình là các bạn bỏ vào trong chậu chậu thì nó có mấy loại chậu đó các bạn chậu to chậu nhỏ tùy theo cái cây của mình nó lớn như thế nào và cái nhu cầu của mình là bao nhiêu mình đơn cử cho các bạn ở đây mình có một cái chậu này là cái chậu 500 này này đây nha các bạn 500 có nghĩa là người ta tính theo đơn vị là mm là cái chiều này là 50 phân. Đấy, còn chiều cao của nó là 4 400 hay là 40 phân. Đấy thì uh, của nó là 52 lít. Ở Úc thì người ta hay tính đơn vị lít các bạn. Đất người ta cũng tính theo lít. Bao đất 25 lít hay là 50 lít. Đấy thì người ta không có tính theo khối. Khối thì khi mà mình mua cả nguyên khối cơ, người ta chở xe về thì người ta sẽ tính khối. Còn uh, thông thường người ta rất hay dùng cái đơn vị là lít. Thì ở đây cái chậu này là 52 lít này các bạn. Còn cái chậu này là chậu 130 lít này, này các bạn. 130 lít thì cái chiều ngang của nó là 7 700 mm và chiều cao là 500 thì cái chậu này là tương đối lớn nha các bạn. Lớn lắm. To. Thì để dành cho những người nào có cái nhu cầu mà mình muốn sang chậu to luôn ấy thì người ta trồng cố định luôn. Nhưng mà người ta vẫn có thể di chuyển được nếu như người ta muốn. Ở trong này thì mình có một đống chậu là 150 lít. Thì cái này là 130. Bởi vì nó nằm là ở trong ấy, thì mình không có đem ra cho các bạn coi được. Nhưng về đại khái ấy, thì nó cũng giống nhau thôi nó chỉ là to hơn thôi hay là nhỏ hơn thôi cái dễ hình dung cho các bạn coi nhé cái chậu này là chiều ngang là 30 phân này đấy còn cái này là 50 phân đấy còn cái này á là 70 phân đây các bạn nhìn đây này đấy bây giờ mình sẽ cho các bạn coi cái cây ở ngoài nhé ở đây mình có chậu người lít đấy thì nó nhỏ hơn chút xíu cái chậu kia mình có trồng một cái cây táo tàu đây này đấy cái thân này thì nó rất là bự thân này nó bự lắm nó còn bằng cả cái cổ chân đấy của người người lớn mà mình hoàn toàn là không có dùng thêm bất cứ một cái phân nào mình mua ở ngoài đặc biệt là phân hóa học là mình không có sử dụng đây các bạn nhìn thấy cái chậu này cũng chậu 50 phân nhé là mình trồng một cái cây ổi đây này nó chỉ cao khoảng độ một mét rưỡi cho tới một mét bảy thôi đấy nó rất là gọn nhưng mà trái rất là nhiều còn đối với cây thanh long này các bạn mình cũng trồng cái chậu có 50 phân thôi thanh long thì mình không có sang chậu được mình trồng một lần là trồng luôn và các bạn cũng không cần phải trồng chậu to, thì tùy có loại cây đấy các bạn. Đây cái chậu này là mình đã làm xong rồi đây. Cây dâu đây này các bạn. Cây này nó rất là cao, nó cao nếu mà mình để yên cho nó phát triển thì nó phải cao tới 3 mét luôn. Nhưng mà mình, các bạn thấy là mình cắt hết xuống rồi. Mà mình sang chậu được một tuần rồi đấy các bạn. Mình thể để ý thấy là rất nhiều những cái chồi như này nó mọc ra. Đấy có những cái chồi thì nó phát triển rất là mạnh. Đây là mở những cái mặt lá này này. Đấy, các bạn thấy là nó mở ra có nghĩa là nó đã chịu rồi đó các bạn khi mà các bạn nhìn thấy những cái mầm mới những cái đọt mới mà nó phát triển ra thì có nghĩa là cái rễ nó bắt đầu nó hoạt động Đấy, cái chậu này là chậu 50 phân ở đây có một cái cây này thì nó có rất là nhiều đọt đó các bạn này rất là nhiều hoa nó ra mình trồng cùng một phương pháp hết thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mình mình làm nhé Xin chào quý vị và xin chào tất cả các bạn Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cái cách mà mình bỏ cái cây dâu của mình vào chậu Cái cây dâu này là cái cây hôm trước là mình làm ở trong cái chậu không đáy Rồi mình có đánh dễ lên Rồi mình bọc cái bao ni lông đen này cả Mình cũng để được cũng hơn tuần rồi các bạn Trước kia là mình xuống dưới chậu nữa các bạn Bây giờ mình sẽ kiểm tra lại một lần nữa Các bạn sẽ lấy cái Móng tay các bạn cạo ra Đấy nó còn cái lớp nhựa xanh này này đấy là cái cây của mình nếu còn sống. Thế bây giờ mình sẽ bỏ xuống dưới chậu của mình. cái chậu thì trước tiên là mình sẽ cần phải có đất. Đấy cái đất hôm trước mình có chia sẻ cho các bạn rồi. Đấy, hôm nay thì nó rất là đẹp. Đấy mình uh, xịt ẩm vô đó các bạn. Đấy mình xúc ra ngoài kia rồi. Bây giờ mình sẽ ra ngoài mình bỏ vào trong uh, chậu. Đây là cái bao cỏ mình hôm trước mình cắt cỏ mình có để dành nha các bạn. Đấy mình sẽ sử dụng mấy cái uh, cỏ này tí nữa mình sẽ phủ lên trên mặt. Đây là cái phần uh, lá khô đây này. Đấy có thể tí nữa mình sẽ sử dụng Đấy, nhưng mà mình cũng đã trộn vào đất rồi đấy là những cái nguyên liệu để mình làm cho đất của mình nó tơi xốp đây đất là mình đã xúc ra được hai xô rồi đó các bạn đấy, bây giờ mình sẽ mở cái bao của mình ra nhé mình bỏ ra đấy các bạn thấy là mình ủ này thì khi mà mình đánh dễ ra đó các bạn cây nó sẽ bị sốc cây các bạn đừng có bỏ vào trong uh, trậu chậu liền hãy trừ khi những cái một số những cây nó dễ sống ấy, nó khỏe thì nó không sao nhưng mà chắc chắn đấy thì các bạn uh, làm theo cách này một số người làm bonsai họ cũng làm theo cách như vậy Các bạn đánh lên rồi các bạn trùm vào bao lây lông Các bạn để một thời gian Rồi các bạn làm tiếp Đấy các cái đầu dễ này nhá Nó sẽ từ từ nó sẽ xe lại Nó sẽ liền lại Đây là cái cách bình thường nó sẽ như vậy Đấy đầu tiên là mình sẽ bỏ một lớp đất của mình xuống dưới đáy chậu đó các bạn Đó mình thấy nó hơi thấp Bây giờ mình sẽ bỏ thêm nhé Để mình đo cho các bạn luôn này Bây giờ mình sẽ bỏ cây vào đây nha Đấy các bạn thấy là cái phần dưới này này Nó hơi bị thấp Cho nên là mình phải đổ thêm làm sao mà cái cây của mình nó lên tới đây này Nó gần bằng mặt chậu đó Là được Đấy cái chiều cao thì mình có thể mình thay đổi Cái phần mặt chậu đó các bạn Bây giờ mình sẽ bỏ đất vô thêm nhé Đấy mình cũng đừng có cao quá Nhưng mà cũng đừng thấp quá Đấy trong cái đất này á là hôm trước mình đã bỏ phân tổng hợp rồi là đương nhiên là đã có phân rồi hôm nay mình sẽ làm mình sẽ không có sử dụng phân mà mình sẽ hoàn toàn dùng tất cả những cái nguyên liệu tự nhân tự nhiên hết phân tổng hợp là rác thải nhà bếp thứ hai là cỏ và lá vàng đấy và đất đấy là được rồi các bạn không có cần phải bỏ thêm gì hết đấy mình dùng là hoàn toàn là thiên nhiên hết sau đó các bạn bỏ đất vô Hiện tại thì mình đang sử dụng cái chậu này là bề ngang là 500 là 50 phân. Đấy còn các bạn là muốn sang cái chậu to luôn cũng được, 150 lít hay là lớn luôn thì càng tốt. Bởi vì một số bạn đó thì không có muốn xuống đất mà muốn trồng trong chậu đó các bạn để mình thuận tiện trong cái việc di chuyển hoặc là như thế nào đó. Còn nếu mà mình có đất mình trồng xuống luôn thì càng tốt thì các bạn làm đất tốt giống như mình có chia sẻ với các bạn ấy. đấy. Để các bạn thấy đây này, một số những cái như vậy nhé chính nó nó cũng là phần phân tan chậm đấy rất là tốt và bây giờ mình sẽ bỏ thêm đất vô đấy đến cái đoạn này ấy, thì các bạn có thể là bỏ lá vàng được rồi tùy các bạn thì bây giờ mình sẽ bỏ thêm một chút xíu lá vàng nhé đây lá vàng là các bạn thông thường các bạn mình quét nhà quét sân nếu mà nó là chỉ là đất với bụi thôi á các bạn vẫn có thể sử dụng được Đấy, nó hoàn toàn là những cái thiên nhiên thì mình có thể đem lại mình trồng cây được hết và tiếp theo mình sẽ bỏ cái cái lá vàng này ấy, một uh, thời gian sau khoảng độ tùy theo một tháng là như nào nó sẽ tự động nó xẹp xuống nha các bạn đấy cái bình uh, trong thiên nhiên bình thường á là cái lá vàng nó sẽ rụng ở từ trên mặt đất nó rụng xuống đấy còn các bạn làm đất các bạn có thể trộn với đất cũng được mục đích làm sao để cho cái đất của mình nó tơi xốp nó có rất là nhiều chức năng đấy làm uh, nước cách nhiệt cho dễ rồi đủ chuyện hết bây giờ mình sẽ lấy cỏ nha các bạn mình sẽ phủ lên trên mặt để cái cỏ này nó giữ nước cũng tốt lắm nó giữ nhưng mà nó vẫn bay hơi được các bạn đấy mình mình muốn nó như vậy chứ nó, nó bịt kín quá là cũng không 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 có tốt đấy giai đoạn này thì các bạn có thể chỉnh cho cái cây của mình làm sao cho nó ngay ngắn nó thẳng các bạn đấy bây giờ mình sẽ chỉnh cho nó thẳng lại nhé đấy, mình thấy như vậy là vừa này các bạn Đấy các bạn thấy là mình hoàn toàn là mình không có dùng phân Mình chỉ dùng là toàn là thiên nhiên thôi Tất cả những nguyên liệu sẵn có ở bên xung quanh Bây giờ các bạn có thể là Tưới nước Các bạn không có cần tưới nhiều đâu Bởi vì cái đất mình ủ trong đó mình đã tưới trước rồi Nó đã bẩm rồi để cho vi sinh hoạt động và tiếp theo là các bạn sẽ lấy cỏ này các bạn bỏ lên nhé cái cây này thì nó cái rễ nó bự quá rồi các bạn không có cần phải cái cây cây trống và các bạn để đây mình chăm sóc thôi đấy như vậy là mình đã sang chậu thành công cái cây dâu của mình đây là các bạn mobile black Đấy từ lúc mà dưới đất mình chuyển lên là mình sang đến chậu Hoàn toàn dùng tất cả những cái nguyên liệu thiên nhiên sẵn có Đấy khi mà các bạn dưỡng đấy thì mình Hôm trước mình có lấy ra bỏ bao đi lông đen thì mình để đây đấy, Cái chỗ này là cái chỗ Nó không phải là nắng nhiều nhưng mà nó cũng có nắng, có trời đất Các thứ là ngoài thiên nhiên Thì bây giờ mình sang chậu mình cũng để đây cho một thời gian cho nó quen đấy các bạn Đấy mấy cây ăn trái này thì thường là nó thích nắng nhiều Hiện tại thì cũng chưa tới mùa xuân đâu nhưng mà mình sẽ vẫn cứ để như vậy. Là cái thời tiết nó thuận lợi để mình có thể là sang chậu này kia đó các bạn. Để làm một cái vấn đề làm vườn, chuẩn bị sắp tới mùa xuân là nó sẵn sàng. Nó đâm chồi rồi đâm dễ. Khi mà các bạn nhìn thấy những cái chồi mới mà nó mọc ra đấy. Đấy là có nghĩa là dễ bắt đầu là nó phát triển. Lúc đó là các bạn có thể bỏ thêm phân bò hay như thế nào đó. Nhưng mà mình cũng phải cho ăn ít một. Còn mình thì mình cũng không không cần. Đấy mình nhà mình phân được nhiều rồi. Mình chỉ lấy đất trộn với phân tổng hợp mình bỏ vô thì cỏ. Đấy cái video của mình tới đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần tới. See you next time. Bye bye.